xong xe máy thì con mua một chiếc. Xong xe máy có, còn xong trong này này, đi ra đây. Đi vào cho em nào bác ơi. Vâng. Đây cái xăm của bác. Như này. Đấy, kiểu như này. Bác gửi cho xem nhá. Vâng. Phải xăm kiểu như thế không? Có. Ừ. Thế thì đấy, kiểu như này. Còn là bôi trái bác. Như bôi trái. Vâng. Cái này nữa, bốn cái. Vâng ạ. Ừ. Đấy, ra ra kia xong bác tính tiền nhá. Rồi, được không? Ra từng miếng, y cắt từng miếng à? Vâng. Làm như mấy lần đấy à? Vâng ạ. Làm miếng mồi thôi đúng không? Vâng. Đủ chưa nào? Hai miếng nhỉ? Cho con 10 miếng. Ừ, rồi. Sáu ba phải có đúng 100, còn nợ 36.000. Có 100 à? Vâng. À, thế là 60.000. Một chiếc con trả bác. Còn có đúng 100.000. Chứ con đi bắt cá bán cho bác, con trừ tiền đi bác. Ừ, được mà. Vâng. Ừ. Thế con lấy quỳ lên trong bá hộ lấy nha. Vâng ạ.
nhẹ thôi.
Oh.
không bán hết luôn. Lấy con dao này ra trước này. Để một con á? Vâng, con để một con. Con giữ cái nguôi cho bác, để kéo lên nào. Úi trời, không lên được ấy bác. Vâng. Úi trời, nặng thế. Vâng ạ. Úi, con to nhỉ. Vâng. Để bác lấy cái cân với cái chậu đó. Vâng. Ô, bác giỏi thật đấy. Vâng. Hai con chép. Một chép này dài này. Đánh con sống nè. Xem con này nào. Thế con bán cân bao nhiêu? Con bán 1 cân 100 nghìn. 1 cân 100 nghìn à? Vâng. Con này dài nhỉ? Vâng. Ô. Thật. Con này nào? Con nào cũng to nhỉ? Vâng ạ. Con giỏi thật đấy. Bắt được cá to. Xong bác đi lấy tiền để trả đấy nhá. Vâng ạ. Bác trả tiền cá nào. Vâng. 14 cân nhỉ. Vâng. 14 cân. 1.400.000 đúng không? Vâng. Bác chỉ đi 6.000 hôm nay bác ạ. 6.000 sáng nay à? Vâng. Xong bác trừ cho. Thì con trừ buổi sáng nay 6.000 nhỉ? Vâng. Còn 1.340.000 nhá. Vâng. Đây, của con đây. Vâng. Rồi bác ạ. Ừ. Cái cất vào túi đi. Vâng ạ. Thật là nhá. Vâng. Dám cho mèo ạ? Vâng.